Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác thì em lại về mẫu thùng loa Xtrabass 50. Bây giờ em sẽ nhấc lưới ra cho các bác xem nhé. Đây là cấu tạo này. Thùng này thì em giới thiệu nhiều rồi nhỉ. Bên trong đây nó có một cái khoang để lắp bass. Nó sẽ có một cái ma trận vách thùng. Đây là cái mẫu mini screen. Dưới thì em có nắp hậu và đấu sẵn dây, đoạn dây ngắn để cho các bác về tự đấu thêm. Như dòng này thì ở bên hãng người ta có thiết kế là hai cái khoang này để thoát hơi. Còn một số trường hợp thì các bác là sẽ không đắp lưới hoặc là đắp lưới chỉ che phần trên thôi. Còn phần lưới dưới này thì là các bác sẽ nhét thùng nylon vào trong cái khoang dưới này để các vận chuyển đi làm sự kiện thì là sẽ nhét nylon hoặc là colum vào trong khoang dưới này. Đấy. Mẫu này rất là đa nhiệm nhá. Nói xong cái là mấy hôm sau là tuần sau hoặc tháng sau cái là bắt đầu là có mẫu như này, nhưng không có lưới ở dưới, chỉ có lưới ở trên thôi. Yên tâm, các bác yên tâm, em nói đâu là từ từ sẽ trúng đấy. Và đây là một chiếc em đã bê sẵn ra ngoài. Các bác nhìn lưới trông có xấu không? Bên em thì không nói đẹp, bên em sẽ nói xấu để các bác đánh giá khách quan nhất được không ạ? Thùng mẫu mini scoping mắt 50. Thùng đợt này thì lại sơn sần mịn, có đợt thì sơn sần cát mà có đợt thì sơn sần mịn. Nhưng lần này thì sơn sần mịn và không có lỗ cọc trên nóc. Đấy, không phải là cái hàng này không phải hàng em đặt độc quyền mà hàng này là gọi hàng có sẵn thôi nên là giá vẫn vậy nha các bác nhé. Đấy. Lưới sắt có chắn bụi này. Đời này đời sau so với đời đầu tiên thì nhìn nó khác hơi nhiều. Nên là các bác chú ý nhé. Đời sau thì lưới nó sẽ như này. Nó sẽ chạy một cái rãnh dòng ở giữa này. Đấy. Như cái mẫu này thì đời sau thì em sẽ cố gắng thiết kế tích hợp luôn con này dựa trên mẫu thùng như này, nhưng sẽ thiết kế nào mà Homelander thì nó đánh sẽ khiếp hơn. Homelander dùng cho là nhiệm vụ là đánh full ram, đánh lấy tiếng lời nhá, chứ không phải là đánh súp đâu. Mẫu thùng này, lưới này sẽ thay đổi cấu tạo thùng để cho nó đánh thành Homelander đây. Homelander thì Việt Nam chúng ta hay gọi là tên lửa đạn đạo hoặc là hỏa tiễn ấy. Đấy, thì em sẽ nghiên cứu thiết kế lại sử dụng thành cái mẫu Homelander gốc mở là 90 và 60 hoặc là gốc mở là 30 10. Đấy, tùy sau này thôi, nhưng còn là dự án thế. Ok, thì đây là thùng các bác nhé, sơn sần đấy, rất tần tật đây. Các bác nào quan tâm đến mẫu này thì liên hệ trực tiếp với em. Mẫu này em bán là 5,5 triệu giá bao ship nhé. Hiện tại một cặp vỏ như này em bán là 5,5 triệu bao ship. Đấy, vỏ súp đơn 50 giá rất đắt. Các mẫu như 718 Martin S18 hoặc là NS18 thì nó chỉ tầm 4,2 triệu một đôi thôi bao ship, nhưng mẫu này nó sẽ đắt hơn rất nhiều. Khối lượng thùng lớn này, lưới này, tay sách. Đấy, và các cái phụ kiện nó có vẻ không đắt lắm nhưng mà làm nên tốn rất nhiều công, tốn nhiều gỗ, tốn nhiều sơn thì nó sẽ đắt thôi các bác nhé. Ok, thì các bác nào quan tâm đến mẫu này thì liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ giới thiệu cái mẫu này trong clip khác, trong một clip sắp tới em sẽ hướng dẫn cho các bác để các bác có thể sử dụng cái mẫu này đánh ngoài trời. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.